Xin chào tất cả mọi người, chào các bạn. Trên kênh của mình thì nó đa dạng về các cái loại chủng loại. Các bạn có thể xem những cái cây xanh si đa đề thì nó là bình thường đúng không ạ? Nhưng mà tôi muốn chia sẻ các bạn các cái chuyên mục mới, đó là những cái cây lạc dòng. Ví dụ như cây ăn quả, cây dạng cây hoa, nhưng mà nó vẫn hội tụ được đầy đủ các cái yếu tố về thẩm mỹ, tức là cổ kỳ mỹ. Đấy thì mong muốn là các bạn xem các video hoan hỉ, cho mình một nút like và có thể chia sẻ video này nếu bạn thực sự là yêu thích. Rồi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một cái chuỗi video. Đầu tiên thì chúng ta thấy là tôi sẽ quay cho các bạn một cái cây cây mít. Cây mít ở trong quá khứ của chúng ta lúc còn nhỏ thì với tôi thì cây mít nó gắn liền với tuổi thơ, bởi vì ngày xưa là bên ngoại nhà tôi có trồng rất là nhiều mít, mít ta hay là mít mật ấy. Đấy. Thì bây giờ thì người ta tiên tiến hơn, người ta nhập những loại mít Thái về người ta trồng. Đấy. Tuy nhiên thì để mà có một cái cây mít mà nó hội tụ được một cái cây bonsai hay là cây nghệ thuật được trồng ở trong cái chậu như thế này, thì đầu tiên thì tôi đánh giá là cái người chủ hay là cái người mà có tư duy để xây dựng cái cây này là có một tư duy rất 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 là mở và người ta đi đầu. Đấy, đúng không nào? Đây là một cây nằm ở trong khuôn viên vườn nhà Bắc Tình Bạc ở Từ Liêm, Hà Nội. Địa chỉ thì các bạn có thể đọc ở cái phần bình luận hoặc là phần comment, bình luận, mô tả. Cây được nằm trên một cái bể rất là lớn, bể lớn đấy, nhưng mà so với chiều cao, kích thước với bề ngang của cây thì nó khá là tỷ lệ với nhau. Đấy. Đây, thưa mọi người, tôi sẽ lại gần đây. Cây mít thì nó vừa cho có trái này, nó vừa cho cái nguồn lợi về gỗ. Gỗ mít cũng rất là quý, chúng ta có thể đóng giường tủ ghế như ngày xưa các bạn. Như bây giờ là người ta đã thay đổi nó bằng cách là bảo tồn nó trở thành một cây nghệ thuật. Bây giờ mình sẽ lên trên này. Vanh gốc thì tôi không nắm được cụ thể nó làm sao cả. Chiều cao thoát thân cây này thì rơi vào khoảng 1,5 m. Vanh gốc này thì cũng mấy trăm các bạn, phải trên 300 này. Đang có trái đấy. Đặc biệt của cây mít này là cái chân bệ, tức là cái chân, cái rễ nó mọc rất là vững chắc và nó xòe đều bốn góc. Đấy, nó gọi là đế 24 giờ. Kiếm một cây mít như này là cũng thuộc dạng rất là hiếm, rất khó tìm luôn. Còn tất nhiên mà nếu mà chúng ta nuôi mít thì chúng ta vẫn phải cần tìm hiểu là cách chăm sóc nó như thế nào, đúng không ạ? Bởi vì bản chất của cây này là cây ăn quả ngày xưa đấy, cây lấy gỗ. Nên là chúng ta... Các bạn nhìn. Gốc bồ ngọn chỉ. Thân già này. Đấy. Đây, quả đây. Rất là thích. Các bạn muốn mình chia sẻ về những cái cây, loại cây nào, chủng loại cây nào thì các bạn có thể comment ở bên dưới, thì tôi sẽ dành thời gian đó để tôi chia sẻ cho các bạn trên kênh, để giúp các bạn xem một cách là dễ dàng và cụ thể nhất. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn may mắn và thành công.